ngày 16 tháng 11, Công an tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Duy 1989, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đối tượng Hoàng Duy. Theo điều tra, khoảng 1 giờ ngày 5 tháng 11, ông Nguyễn Hữu Quyền 73 tuổi, ngụ thị xã La Gia, tỉnh Bình Thuận, hành nghề xe ôm đang ngồi ở gai Công Trứ, phường Tân Thiện thì một nam thanh niên đi lại bắt chuyện. Sau đó, nam thanh niên kêu ông chở từ phường Tân An về phường Tân Thắng. Ông Quyền vui vẻ đồng ý và chở khách đi tới ngã ba đoạn vào trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, địa bàn xã Tân Thắng. Lúc này thanh niên yêu cầu ông Quyền chạy vào nghĩa trang Tân Thắng. Hình ảnh camera ghi nhận Duy được tài xế xe ôm chở. Ông Quyền vừa đi được một đoạn thì thanh niên dùng hai tay siết cổ làm ông ngột thở ngã xuống xe. Sau đó, thanh niên cướp xe máy tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo. Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh xác định Duy là nghi can gây án. Công an tìm tới nơi ở nhưng không ai hay biết Duy đi đâu. Bằng nghiệp vụ, mới đây công an phát hiện Duy ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nên bắt giữ. Bước đầu, Duy khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi cướp được xe máy, Duy mang xe đi cầm ở tiệm cầm đồ với giá 7 triệu đồng. Nam thanh niên biết công an truy lùng nên bỏ trốn về tỉnh Long An lẩn trốn. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.